Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Stu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Cũng khá lâu rồi Stu không làm một cái video về Back to School và ngày hôm nay Stu đã quay trở lại giới thiệu cho các bạn những sản phẩm giá phù hợp với học sinh và lại vừa chất lượng nữa đến từ Clone và Riot. Hãy xem đến cuối video để các bạn tham khảo những cái sản phẩm mà Stu đã đề cập trong video để lựa chọn một cái sản phẩm phù hợp với các bạn cho năm mới nhé. Bây giờ mình sẽ mở những cái dụng cụ học tập của mình ra nhé. Hầu hết thì các bạn đã theo dõi Stu lâu rồi cũng biết là Stu có style rất là Việt Nam, sử dụng sổ giấy bút viết hầu hết là của Việt Nam thôi. Lâu lâu thì mình cũng sử dụng hàng nước ngoài nhưng mà rất là hiếm ấy. Và các bạn biết không, những cái thương hiệu sổ bút của Việt Nam mình sử dụng rất là nhiều như là Tombow, Bút Thiên Long và sổ Clone. Ngày trước thì mình không biết đến Clone đâu, nhưng mà sau này thì mình có thấy các bạn review đấy, thế là mình cũng mua về sử dụng và mình yêu Clone luôn. Hầu hết các video sử dụng của Clone không à. Học mới rồi thì chúng mình có rất là nhiều mục tiêu đúng không? Có mục tiêu thì phải thực hiện và đây là cuốn sổ sẽ giúp đỡ cho các bạn rất là nhiều ấy. Đó là đến từ Clone Study Planner. Và đầu tiên thì nó sẽ có những cái thông tin cơ bản, thì các bạn có thể ghi thông tin cơ bản của các bạn vào. Những trang đầu tiên ấy thì nó sẽ có ghi những cái phần mỗi tuần các bạn cần làm gì. Và mình thích nhất là phần giữa ấy, bởi vì nó có động lực cho bọn mình rất là nhiều. Mỗi tuần thì sẽ có 7 trang là 7 ngày. Mỗi ngày thì các bạn sẽ có số giờ các bạn học, ngày các bạn học, số môn tương ứng và số giờ các bạn học những cái môn đấy. Và mỗi tuần như vậy chúng mình nhìn lại để xem chúng mình đã làm được gì trong cái tuần đấy và chúng mình đã cố gắng như thế nào. Và điều mình thích nhất đằng sau ấy, nó có phần ghi chú. Nếu như các bạn không có thể ghi hết được, các bạn có thể ghi chú phần đằng sau làm gì hoặc là những cái công thức quan trọng và những cái điều mà các bạn cần lưu ý nhé. Theo là một Ambient Profile mà các bạn nên sử dụng. Lý do tại vì sao? Thứ nhất là nó vừa đẹp này, thứ hai nó vừa dễ thương, thứ ba là nó vừa chất lượng nữa. Và mình, ôi mình thích lắm luôn ấy. Các bạn biết không, cái bìa bên ngoài nó rất là cứng và nó sẽ bảo vệ cái còng bên trong bằng nhựa. Các bạn không phải lo là khi mà các bạn để trong ba lô nó bị bể đâu, không bao giờ bể được đâu. Cái bìa bên ngoài khá là cứng và bên trong mình rất là thích cái em còng luôn ấy, nó bằng nhựa. Và các bạn có thể kéo ra kéo vào, kéo bên dưới các bạn. Ôi mình thích lắm luôn, mình cứ kéo ra kéo vào nhìn hài hài. Và nhìn nó đẹp mắt ấy, mà nhìn nó kiểu như rất là phù hợp với bọn mình luôn. Cuốn sổ này thì nó có những cái vách ngăn ở đằng sau để cho các bạn chia các môn ra, ví dụ như là các bạn cần học môn này và môn sau thì các bạn cần chia ra để các bạn dễ tìm ấy. Công dụng của binder này thì rất là nhiều, hầu hết thì các bạn nên sử dụng để có thể ghi chú lại những công thức của môn toán lý hóa, từ vựng của tiếng Anh này, take note này, hoặc là thậm chí vẽ mind map của những môn là văn sử địa nếu như các bạn theo khối C, thậm chí ấy, là các bạn có thể viết calligraphy, viết rất là nhiều, viết nhật ký nữa. Mình thấy nó rất là tiện. Các bạn có thể thấy cuốn sổ cũ của mình không? Nó không có tiện như cuốn sổ mới này. Cuốn sổ mới này Clone đã phát triển lên và nhìn nó vừa đẹp và vừa tiện nữa. Và các bạn thấy chất liệu giấy của Clone thì khỏi nói rồi. Mình rất là thích cái chất liệu giấy của Clone nên mình không có chê được nữa. Nói chung là mình sẽ cho em này 10 điểm về tất cả mọi thứ, về thiết kế, chất liệu giấy và cái cọng mới nữa. Một năm học mới rồi thì chúng ta sẽ có những bài kiểm tra tự luận. Thì nhiều lúc chúng mình không kịp kể những cái tập kiểm tra, thì hãy chuẩn bị một cái tập kiểm tra chất lượng như của Clone trong ba lô của các bạn nhé. Nó như một vị cứu tinh của các bạn vậy. Giấy kiểm tra này thì thiết kế khá là đẹp mắt. Thứ hai là chất liệu giấy kệ ngang, mình khá là ưng luôn ý. Nó không quá là dày và nó ở độ vừa phải của giấy của chúng mình hay viết thôi. Mình cho nó 9 điểm. Đây là một em Dodge Grip của Clone và em này là 120 trang vỏ may. Chất liệu giấy thì không quá là dày bởi vì nó có 100 GSM. Nhưng mà điều mình thích là khi mà các bạn take note hoặc là viết chữ ở trên đây thì nó không bị in về mặt đằng sau. Và nó phù hợp cho những cái bạn nào mà làm bullet journal hay là take note, thậm chí là học viết chữ, các bạn thiết kế hoặc là các bạn viết nhật ký ở trên đây. Mình khá thấy là phù hợp. Mức độ điểm thì mình sẽ cho ở thang điểm 9 điểm rưỡi nha. Tiếp theo đấy là một em sổ kép của Clone. Và độ dày của giấy là 100 GSM. Điều mình thích là cái bìa bên ngoài nó mềm mềm ấy, nó không có cứng. Nên là khi mà các bạn để trong ba lô ấy, các bạn không sợ bị gãy đâu. Điều thứ hai đấy là nó rất là đẹp đúng không? Màu bạc teal. Điều thứ ba là khi mà các bạn mở bên trong ra, cái kép sổ ấy nó khá là nhỏ để các bạn có thể sử dụng viết nó không bị đau tay. Nhất là ở những cái cuốn sổ khác ấy thì cái còng nó rất là lớn, các bạn viết gần nó đau tay, còn cuốn sổ này ấy thì cái còng nó nhỏ, các bạn viết không bị đau tay. Thứ hai là giấy thì không quá mỏng cũng chẳng quá dày, các bạn viết bút brush lên nó cũng không bị hằn về đằng sau đâu.
các bạn nên thử quân số này mình cho 10 điểm ý. Đây là em Dust Grip đến từ Cologne và độ dày của giấy của em ấy là 120 GSM. Nếu như các bạn đã theo dõi mình thì các bạn có thể thấy trên Instagram của mình và trên kênh YouTube của mình sử dụng cuốn sổ này khá là nhiều rồi đúng không? Và chất liệu giấy thì nó dày, nó phù hợp để các bạn học những cái môn tự nhiên, những cái môn mà lưu trữ lâu ngày ấy. Thứ hai là các bạn có thể viết calligraphy, các bạn có thể take note, làm bullet journal, tập viết chữ. Rất là nhiều luôn ấy, các bạn có thể sử dụng trên cuốn này. Và đây là những cái cuốn bestseller của Cologne mà các bạn nên sử dụng và nên mua. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Và đây các bạn có thể thấy những cái mình đã nốt ra từ rất là lâu rồi. Đây mình take note và mình ghi chú trên cuốn sổ này luôn. Và đây là cuốn sổ cũ của mình. Mình rất là thích sử dụng hàng của Cologne, không biết lý do tại vì sao nữa. Mình rất là thích em ấy về chất liệu giấy ấy. Thứ hai là về mẫu mã. Thứ ba là màu pastel. Bởi vì Cologne thiết kế hầu hết các cuốn sổ là đều màu pastel và nhìn nó bắt mắt kinh khủng luôn. Tiếp theo cho các bạn cuốn vở Caro mình hay sử dụng. Nó 200 trang của Cologne. Và điều mà mình thích ấy, nó rất là dày luôn. Và các bạn có thể viết những cái môn là toán lý hóa, văn sử địa. Và khi mà mình take note trên cái cuốn vở này hoặc là viết trên cuốn vở này nhìn nó khá là đẹp mắt ý. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cây bút take note chất lượng đến từ nhà Cologne Riot. Riot là một shop nhỏ của Cologne và là một kênh chuyên phân phối những cái loại bút đến từ Nhật Bản, ví dụ như là Tombow hoặc là Sakura Koi. Trong video thì mình có đề cập đến em Tombow màu hồng đào, em Sakura Koi, em highlighter stapler mềm mịn và em cherry roll 0.5 để các bạn có thể viền chữ calligraphy. Ngoài ra thì có một vài cây bút khác mà mình giới thiệu, đây là bút chì kim này, bút kako, bút chữ A, bút đen sai để các bạn viết tiêu đề ở phía dưới, và một cây bút stapler để các bạn có thể viết shoreline. Đây là những cây bút mà chất lượng mà mình giới thiệu cho các bạn. Các bạn có thể sử dụng khá là lâu bởi vì từ chất lượng đến giá thành nó phù hợp với mọi người. Và đây là những cây bút mà các bạn nên sử dụng trong take note. Hãy tham khảo nhé. Theo đấy thì mình sẽ làm một cái bujo nhỏ ở trên cuốn sổ may của Cologne. Và tất cả những cái sản phẩm mà mình giới thiệu thì mình sẽ để link ở phía dưới, các bạn có thể vào tham khảo. Và tham khảo rồi thì các bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với các bạn nhé. Mình nghĩ là những cuốn sổ của Cologne ý, nó rất là phù hợp với học sinh Việt Nam. Thứ hai là các bạn có thể lưu trữ được lâu. Thứ ba là chất liệu giấy ý, nó không bị phai tàn theo năm tháng đâu các bạn. Và thứ ba là các bạn có thể luyện tập calligraphy này, take note này, học này, viết này. Trên trang của Cologne ấy thì có rất là nhiều, các bạn có thể tham khảo, có rất là nhiều cuốn sổ, giá thành rất là phù hợp nữa. Các bạn có thể sử dụng nguyên một năm luôn cơ. Và đây là một cái playlist của mình. Mình take note cho bài hát yêu thích nhất tháng của mình. Và hát này khá là hay ấy, các bạn nên lên YouTube và nghe bài hát này. Luôn đắn đo trong việc mua giấy grip, nhưng mà sau này Cologne phát triển nên một cái giấy grip mới và nó có thể lấy ra luôn khỏi cuốn binder ấy, thì mình rất là thích luôn và mình đã mua ngay và để sử dụng. Các bạn có thể take note những cái công thức quan trọng của các bạn lên trên đây. Với chất lượng giấy thì mình không bao giờ chê Cologne rồi, và về thiết kế càng ngày Cologne càng ngày càng phát triển và cải thiện để giúp cho cái mẫu mã của Cologne càng ngày càng đẹp mắt luôn ý. Và điều mà mình thích thứ hai là của Cologne ý, đó là cái màu pastel. Thứ ba, bây giờ là Cologne đang cải tiến thiết kế rồi, cái chất liệu giấy luôn là cái đầu tiên mà mình lựa chọn. Và mình sẽ sử dụng Cologne lâu dài. Là một cái thương hiệu sổ mà mình rất là thích luôn. Mình không hiểu lý do tại vì sao các thương hiệu khác, nhưng mà đối với mình, các bạn có thể thấy mình trung thành với một nhãn hiệu kinh khủng luôn đúng không? Tất cả những cái video và thậm chí là mình take note, mình cũng sử dụng của Cologne thôi. Và mình đã take note xong toàn bộ rồi đấy. Mọi người nhớ xuống tham khảo ở phía dưới link và chọn cho mình một sản phẩm phù hợp cho năm học mới nhé. Hầu hết những cái sản phẩm mà mình chia sẻ cho các bạn ấy, về giá thành, về chất lượng và tất cả mọi thứ, nó đạt tiêu chuẩn khoảng 9.5. Các bạn có thể tham khảo. Và bởi vì các bạn nghĩ là nó có thể giá hơi cao, không quá cao đâu. Bởi vì các bạn có thể sử dụng nguyên một năm cơ mà. Nguyên một năm tính ra thì nó không cao đâu. Về việc sổ cũng vậy, các bạn nên mua những cái cuốn sổ để các bạn có thể ghi lại những cái nhật ký của các bạn, ghi lại những cái hành trình, những cái sở thích của các bạn lên cuốn sổ của các bạn. Nên lựa chọn một cuốn sổ tốt để sử dụng, đó là một điều mà các bạn nên cần đúng không? Và đây là tất cả những cái sản phẩm mà mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay, vừa giá phù hợp với học sinh và vừa chất lượng nữa.
vào năm học mới rồi, nhớ cố gắng lên nhé. Nhớ like và subscribe để ủng hộ cho channel của Stu.